Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 96 Nhà kho sửng may Mọi cửa sổ trong kho đều bị che kín bằng bìa cứng. Nơi góc phòng có 5 thùng gỗ to bị khoa kín xếp thành hàng. Các thùng gỗ nằm san sát, trên nắp thùng Tôn Chu leo từ đâu này sang đầu khác trong tâm lý cảnh giác như loài động vật họ mèo. Thỉnh thoảng anh ta lại cào móng vuốt lên nắp thùng hay gầm ngừ vài tiếng khe khẽ. Dư Dung bước nhanh vào phòng với miếng sườn nặng đến 3, 4 cân trong tay. Tiếp đó cô ném nó lên không trung khi chỉ còn cách Tôn Chu tầm 3-4 mét. Tôn Chu nhảy vụt lên không trung như biết bay để vỡ lấy miếng sườn rồi nhanh chóng lùi vào góc bắt đấu bữa ăn của mình. Dư Dung đi tới trước thùng gỗ thứ nhất, mở khóa và xốp nắp thùng lên. Bên trong là số 006 Ngô Hưng Bang, là kẻ bị bắt đầu tiên và cũng là kẻ khó bắt nhất trong năm củ đất. Bây giờ, Sơn Cường giả làm khách lừa cả người lẫn taxi xuống vùng nông thôn vang vẻ, rồi dì rùi cui điện vào lưng trong lúc gã mãi quét mã nhận tiến. Theo lý thuyết, dòng điện cao thế đột nhiên sinh ra có thể khiến người ta bị choáng hoặc thậm chí là bị sốc. Nhưng tầm 20 giây sau khi Sơn Cường kiểm tra tình hình, Ngô Hưng Bang lại mở bừng mắt, hét to và đập đầu Sơn Cường vào cửa kính. Sơn Cường ngắt ngay tại trận, còn Ngô Hưng Bang nổi máu điên. May sao Dư Dung và Tôn Chu đã đợi sẵn ở đó. Nhân lúc Tôn Chu và Ngô Hưng Bang đang sông mãi khó phân thắng bại, Dư Dung đập viên gạch vào gáy Ngô Hưng Bang khiến gã choang váng và cũng không quên bảo cho các tổ còn lại phải trích điện hơn nửa phút. Cuối cùng là công cuộc xóa manh mối một người có vóc dáng sấp xỉ với ngô hưng bang mặc quần áo của gã rồi ung dung lái xe về thành phố. Vào bừa một trung tâm tắm rửa tóm lại, ngô hưng bang mất tích lúc đi tắm. Giờ đây, ngô hưng bang phải co mình trong một chiếc thùng gỗ có thể tích một mét khối. Người gã bị trói gỗ, miệng bị nhét vài và đôi mắt đầy tơ máu thì trợn to như muốn rách ra. Nhìn gà ta một lúc, dư dung đóng nắp thùng, khóa lại. Rồi cô mở tiếp thùng gỗ thứ hai. Trong thùng là một người phụ nữ chạc 30 tuổi có gương mặt xinh xắn mang phong thái người trí thức. Tóc tai cô ả à dối bời và có thể thấy rõ ảnh mất hoàng sợ, cơ thể co cụm khi nắp thùng được mở ra. Đây là số 012 vệ kiêu một giáo viên mỹ thuật ở một trung tâm tư. Cô nàng có tính cách hiến lành, cơ thể yếu ớt nên chưa đến một phút đồng hồ đã bị tóm khi ấy trung tâm sắp đóng cửa. Người được cử đi giả vờ vào hỏi chuyện bảo danh và được mời đến phòng họp xem thông tin sau đó thì thành công nhanh gọn. Khi dư dung ra khói nhà kho, đêm đã về khuya và hình thâm đứng trên bãi đất trống đang ngẩng đầu nhìn trời. Dư Dung cũng nhìn theo, trong mắt cô, bầu trời đêm nay không sao, cũng không trăng, chỉ có các mảng màu đen đậm nhạt xen kẽ. Cô đi tới bên hình thâm, nghe thấy tiếng động, hình thâm quay sang chỗ cô, thế nào? Dư dung lắc đầu, không thuần hóa được. Hình thâm thở dài, đám củ đất mới này, người nhà chó chúng tôi đã bỏ tay mà người nhà roi các cô cũng không làm gì được. Dư dùng rốt điếu thuốc là trong túi ra, với người thuần hóa động vật như tôi, thu giữ có hai thuộc tính cơ bản, một là lần trốn để tự về. Hai là xin ăn khi đói khát, tương ứng với nó là hai điều cơ bản để thuần hóa, roi vọt và táo ngọt. Roi vọt làm củ đất sợ con táo ngọt giúp nó no bụng. Xong hai việc này là có thể thuần hóa dần. Châm thuốc xong, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói. Vốn định cần điếu thuốc trong miệng nhưng sợ khó nói chuyện nên dư dung quyết định kẹp trong tay. Nếu là tủ giữ tôi có thể thuần hóa, ví dụ như tôn chu được đưa đến trong trạng thái thủ hoang, tôi sẽ không quan tâm trước đó anh ta là cái gì và có thể thuần hóa được. Nhưng nhìn vào ảnh mắt mấy người kia là biết bọn họ có năng lực tư duy có thể suy nghĩ nên những hành động lẫn trốn để tự vệ hay cầu xin khi đói khát cũng chỉ là để giữ sức và tìm cơ hội tấn công ngược chúng ta thôi. Vậy thì thuần hóa sao được? Cô im lặng một thoáng rồi bổ sung thêm, mà họ còn mang hình dạng con người nữa. Tôi không thể vượt qua chướng ngại tâm lý được. Hình thầm mỉm cười, hiệu ứng thung lũng kỳ lạ đấy. Không hiểu thung lũng kỳ lạ với ngọn đồi lặng câm là cái gì, dư dung truyền chủ đề chuyện trao đổi người sao rồi. Hình thâm không đáp, trao đổi người là một mệnh đề vô cùng phức tạp. Anh ta không muốn trao đổi, sao có thể đổi lâm linh cho bọn họ được. Làm thế có khác nào đấy cô ấy về trốn nguy hiểm đâu. Còn bọn Trấn Phúc nữa, thả bọn chúng về cũng như thả hồ về rừng thôi. Trong số các con tin, hình thâm chỉ muốn đối mỗi châu châu vì nó không phải là người, có đổi đi cũng chẳng sao. Nhưng nếu cứ khăng khăng không đổi thì mọi thứ lại dậm chân tại chỗ, làm sao cứu được bọn tưởng Bách Xuyên? Chỉ có thể lấy cớ trao đổi để thực hiện mục tiêu vừa có thể cứu được người mình vừa không cần thả củ đất. Anh ta nói, vẫn đang bàn bạc nhưng tiến độ rất chậm. Song Phương đều muốn trao đổi người, nhưng không đồng nhất ý kiến trong chuyện địa điểm và cách thức trao đổi. Cả hai đều sợ đối phương có mưu đồ, bày trò dưới danh nghĩa trao đổi người. Dư Dung toàn nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng thét chói tai của một cô gái. Chuyện gì vậy? Dư Dung bóp tắt điếu thuốc dối xài bước ngay về phía bên kia, chứ chẳng chờ đợi hình thâm. Căn phòng này vốn là một gian xưởng nhỏ, được đổi thành ký túc xá nữ, nhà bếp và nhà ăn sau khi bọn họ tới ở. Dư Dung cùng ở đây cùng mấy người phụ nữ, còn những người đàn ông khác ở tại gian xưởng lớn bên kia chuyện xảy ra trong bếp và đã lắng lại khi dư dung chạy vào tới nơi lâm linh ngã ngồi ở cửa với chiếc quánh nói nhôm vân tuyết một chuôi trong tay run rẩy tựa chiếc lá xác sơ trước cơn gió rét đầu to lúng túng đứng ở giữa và trong cùng là tước cha áo quần sộc sạch mặt mũi không mây vui vẻ đã hiểu sơ vấn đề dư dung chìa tay ra với lâm linh làm sao thế lâm linh run rẩy mãi mới nắm tay dư dung đứng dậy Tới cùng hình thâm còn có mấy người đàn ông đang đánh bài bên gian lớn. Nghe được tiếng xôn xao, họ cũng chạy ra hòng chuyện, nhưng không vào mà chỉ dùng ở cửa ngông. Đầu to cợt nhà, có gì đâu chị Dung, em với tước trà hơi, mất kiểm soát mà con bé ngu ngơ này lại tưởng em định làm gì nên đánh em. Em chỉ đấy nhẹ thôi, do nó tự ngã. Còn chưa dứt lời, tước trà đã chửi, thắng chó, mày nói láo. Thằng khốn nạn, ngay lúc này không nghĩ ra được câu chửi nào gay gắt hơn, cô ta bèn xông tới nhổ vào mặt đầu to. Đầu to lau nước bọt trên mặt dối cười khà vì không tiện nổi cáu trước mặt bao người, tức trà nấy, cô lật mặt hơi nhanh đấy. Bà này lúc kéo tôi vào phòng cô có nói vậy đâu. Tước trà tức giận run người. Hình thâm nhíu mày, đầu to, tước trà là bạn gái chủ tưởng, cậu làm vậy mà coi được và. Đầu to cười khà khà, tôi có từ chối đấy chứ, mà cô ta cứ nhì nhằng bảo Minh không khó chịu, muốn tôi xoa dịu cho. Gà nói rất to đủ để người đứng bên ngoài cũng nghe được. Đã có hai ba người cười mỉa mai sau khi nghe vậy rồi. Nhác thấy con dao phay trên thớt gỗ, tước trà đã giận điên người tôm lấy chém về phía đầu to. Dư dùng lanh lẹ túm lấy bàn tay cầm dao của tước trà. Đầu to cười khẩy, ai chả biết cô bám theo chủ tưởng kiểu gì từ hôm chủ tưởng bị bắt đến giờ có thấy cô chảy giọt nước mắt nào đâu suốt ngày lượn lờ chỗ anh thâm như ong bướm rồi lại chuyển sang gạ gẫm tôi lúc bị anh ấy phớt lờ giờ bị người ta bắt gặp cô định chối bay chối biến đổ hết tội cho tôi chứ gì hình thâm giận tải mặt chuyện vẻ vang lắm à mà còn khoe đầu to nói o à, tôi đâu thể để người ta vu oan cho mình được thôi được rồi coi như thằng này đen sau này tôi sẽ né cái mặt cô ta ra, tránh bị vu vạ tiếp. Nói rồi gã sửa sang quần áo, hừ mũi và đi ra ngoài. Hình thâm chân trừ bởi chính xác ra đầu to không thuộc quyền quản lý của anh ta, mà tất cả mọi người ở đây đều ngang hàng, anh ta chẳng quản lý được ai. Lúc vui vẻ bọn họ còn nghe anh chỉ đạo nhưng láo nháo là chờ mặt được ngay. Vốn đang mong đợi hình thâm lên tiếng giúp mình nhưng khi anh ta trần chứ tước trà cảm thấy lòng mình tê tái. Đúng lúc này Dư Dung lại nói, khoan dã. Cô nhìn đầu to rồi chỉ vào lâm lĩnh, không ai vu vạ cho anh cả. Ở đây có nhân chứng cơ mà. Tiếp đó cô hỏi Lâm Linh, cô nói xem tình hình lúc đó thế nào. Lâm Linh không dám nói. Một người ngoài như cô vốn đã thấy bứt rứt khi sống cùng một đám người xa lạ, lại còn sợ gần như tất cả mọi người, sợ vẻ hung dữ của đầu to, cũng sợ hình xăm con thân lăn trên đầu dư dung. Việc đánh người ban này chỉ là kết quả của sự căm phẫn nhất thời. Chứ giờ bảo cô đứng ra làm chứng trước bao người thể này có khác nào giết cô không? Dư dung ghét nhất là hạng người hèn nhát như vậy, nói đi. Đầu to cười giả là, nhóc con, đừng có vu oan cho người khác đấy. Đã đâm lao thì phải theo lao, lâm linh bất chấp tất cả, đi vệ sinh xong tôi nghe trong bếp có tiếng đồng sang xem thì thấy cô ấy đang vùng vây phản kháng miệng còn bị bịt kín sợ xảy ra chuyện tôi mới mới đánh anh ta dư dung gật gù dối nhau mắt nhìn đầu to giờ anh nói xem dẫu gì lâm linh cũng là khách đầu to không dám bảo cô bịa đặt nên đành cười gượng nói cái gì nét mặt hình thâm rất tệ đầu to xin lỗi tước trả đi đầu to ngạc nhiên tôi làm gì mà phải xin lỗi dư dung gật đầu đúng vậy sao phải xin lỗi còn chưa dứt lời cô đã giơ tay ra ấn đầu của đầu to vào nổi canh trên bếp bị ẩn đầu vào trong nói canh trứng cà chua còn dư non nửa sau bữa tối đầu to xây sầm mặt mày nên đã ngã nhào xuống đất cùng với cả chiếc nổi để khi bỏ dậy trên đầu gã đã toàn cà chua và trứng gã tức nổ phổi con danh này mẹ kiếp tưởng tả dư dung không thua gì gà mà so vóc người còn cao lớn hơn nên khi đứng sóng đôi trông cô khí thể hơn hẳn, không phục thì đến phòng thuần hóa tim tôi, thử xúc sinh gì tôi cũng thuần được hết. Vậy là chuyện ở trong bếp đã được giải quyết xong, đầu to ra ngoài, dư dung cũng ra ngoài, chỉ còn Tước trà là ngồi lặng trên chiếc ghế con. Lát sau Lâm Linh mới hết ngơ ngác để đuổi theo Hình Thâm, anh, anh Hình, trong tất cả mọi người ở đây, cô cảm thấy Hình Thâm là dễ gần nhất anh ta đã sắp xếp cho cô trốn thoát và con người cùng hòa nhà nữa hình thâm dừng bước quay lại hỏi cô có chuyện gì thế lâm linh lắp bắp tôi có thể không không ở đây không hình thâm thầm thở dài lâm linh là khách hàng được viêm thác gửi gắm nhưng anh ta chẳng thể khách một nơi ở thoải mái thì thôi nay còn cuốn người ta vào thứ chuyện hoang đường thế này thật là không phải anh ta đáp sắp đến hạn trả xưởng rồi bọn tôi cũng đang định đổi một nơi ở khác đàng hoàng hơn lâm linh lúng túng không ý tôi không phải chê nơi này tôi muốn chuyển ra ở riêng vì tôi không quen ở đông người bây giờ có thêm việc này cô càng không muốn ở lại đây hình thâm hơi đoán được vấn đề có phải cô sợ đầu to trả thù không cô đừng lo anh ta không dám đâu với cả để cô sống một mình chúng tôi không yên tâm được lâm linh giải thích không phải sống một mình đâu Trước đó viêm thác đã dặn tôi liên lạc và đến ở cùng với một người quen của anh ấy rồi. Các anh chỉ cần đưa tôi tới đó là được. Anh yên tâm đi, sau khi đến đó tôi sẽ ở không ra ngoài nửa bước, cũng kéo kín rèm cho đến khi mọi chuyện qua kết thúc. Viêm thác cũng chẳng rõ mình tỉnh vì lạnh hay vì đói. Cùng có lẽ là vì cả hai. Giờ đây anh đã hiểu vì sao bọn họ cho anh một chiếc chăn rồi, nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu khi trong hang quá lạnh mới đầu tay chân anh chỉ bị ngứa nhưng về sau nó sưng vù rồi bắt đầu nứt nẻ. Từng vết nứt dướm máu đến bản thân anh còn thấy sợ. Đói là điều đương nhiên rồi, đây đã là lần thứ ba anh hết sạch đồ ăn, vì không có khái niệm thời gian nên anh không thể điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp được. Mỗi lần anh đều nhịn đến lúc không chịu nổi nữa mới ăn gì đó. Nhưng khi ăn hết mọi thứ, anh mới phát hiện nhịn vậy vẫn chưa đủ vì còn rất lâu mới tới lượt bổ sung thức ăn tiếp theo. Đói quá, trong bụng anh như có một lỗ đen vũ trụ có thể nuốt trứng tất cả. Anh đắp kín chăn rối cuộn tròn người lại với chiếc đèn pin trong lòng. Trời lạnh, để đèn pin không bị đóng băng thì phải luôn ủ ấm nó. Với cả ánh đèn đã yêu đi rồi. Thảo nào Lâm hỉ Nhu không giết anh, chết thì thoải mái quá, sống mới biết khốn khổ và sống khổ thì càng khó nhọc hơn. Bỗng dưng vành mắt viêm thắc cay xẻ, tóc và dâu của anh đã dài quả rồi hồi đầu anh còn đám xúc miệng nhưng dần già đến nước để uống cũng chẳng đủ nên đành bỏ hết. Anh đã quên mất cảm giác đánh răng là thế nào rồi. Đôi khi vách hang thấm nước, anh xé hai mảnh vải từ áo sơ mi rồi thấm chút ẩm ướt từ đó để lau mặt, lau người. Lâu ngày, hai mảnh vải ấy bẩn như rẻ lau. Chiếc túi đựng trần được anh xẻ thành những mảnh dài, buộc vào mỏm đá nhô ra ở góc hang để tạo thành một nhà vệ sinh cho riêng mình anh sợ sống ở đây lâu mình sẽ không còn như con người nữa cho nên anh cố gắng giữ một số thói quen của thế giới văn minh để nhắc nhở bản thân mình nhưng anh lại sợ dân già mình sẽ kiệt sức trở thành một con thủ lâu ngày không gặp ánh mặt trời có đôi khi anh sẽ cố nhớ lại vài chuyện tốt đẹp hay thậm chí là dệt mộng để chống chọi lại với cái lạnh lẽo và tối tăm trong hang đá này nhưng chẳng mấy chốc anh đã tỉnh vì lạnh vì đói vì một nơi nào đấy trên người đang chảy máu mưng mù. Còn có ai đang tìm kiếm anh không nhỉ? Dù còn người đang tìm thì có tìm ra được không? Có những người có tìm cả đời cũng không tìm được, ví dụ như bố của hứa An Nhi. Năm đó có lẽ hứa An Nhi cũng từng khóc ngất khi bố mình mất tích nhưng sau nhiều lần thất vọng cô ấy cũng đã dừng lại. Anh lấy ngôi sao nhỏ trong túi áo ra. Khi quá hao khổ, anh sẽ tung ngôi sao nhỏ lên chơi. Nhếp cửu la nói khi ngôi sao rơi xuống nghĩa là một ngày trôi qua. Với anh thì không phải vậy. Khi ngôi sao nhỏ rơi xuống sẽ vẽ lên một vệt sáng rất nhạt. Anh coi nó tựa sao băng để mang ra câu nguyện. Lần thứ nhất, cho anh được tầm nước nóng đi. Anh muốn tầm ở một nơi có làn nước nóng bỏng và bao la. Lần thứ hai, xin hãy cho anh một bát mì, bánh bao chay và nước nhạt thích càng làm anh nhớ tới vị chua cay mặn ngọt giờ đây đến cả hương hành anh cũng thấy thơm lần thứ ba khi ngôi sao rơi xuống anh chợt thấy trước mặt có hai đốm sáng màu xanh thầm đang lơ lửng cái gì vậy viêm thắc sờn hết gai ốp giây phút ấy anh quên hết mọi đói khát đau nhức hay lạnh lẽo chỉ biết mỗi hai đốm sáng đang tiến lại gần kia chúng đang di chuyển đó không phải là đốm sáng mà là một đôi mắt Viêm thác nín thở rồi lên thò tay vào ngực lấy chiếc đèn pin nhỏ ra. Sau khi đếm thâm một, hai, ba anh bật đen. Ánh đèn vừa sáng anh đã ngây ngấn. Đó là một con quái vật đang nằm sấp. Da đen như sắt, mình đây vảy rêu, đầu nhọn hoắt, trên cổ như có một hạt ô liu khổng lồ. Hai con mắt xếch dài của nó ánh lên một màu xanh quỷ quái trong khi những móng vuốt quặp trên đất đã được mài thành sắc nhọn. Nhác thầy ánh sáng, nó rít lên một tiếng, lùi lại phía sau mấy bước rồi chợt cười viêm thác cho đó là cười nhưng cũng có thể không phải để lộ ra hàm răng trắng hiếu sắc bén. Tiếp đó nó lao vọt về phía hàng rào sắt, sau khi bị chặn lại, nó bắt đầu nói câu và cào thật điên cuồng lên hàng rào sắt. Trong những tiếng kết kết được tạo ra, dì sắt bay tứ tung trong ánh sáng mỏng manh. Sau cùng nó vồ lấy thanh sắt rồi đấy qua lại. Lần đầu tiên viêm thác hy vọng hàng rào này thật kiên cố hàng rào sắt vẫn đủ kiên cố sau khi thử đâm đổ hàng rào và dương như đã nhận ra khó có thể thực hiện nó bỏ quanh trước hàng rào mây vòng như chẳng cam tâm thậm chí có lần nó còn trèo lên đỉnh hàng rào chắc nó tưởng khẽ hở bên trên đủ để nó chui vào nhưng hàng rào cắm sâu vào đất hàn kín trên đỉnh chẳng có khe hở nào cho nó cả cuối cùng khi nhận ra có làm gì cũng chỉ phí công nó mới hết hy vọng và bỏ ra ngoài hang lòng bàn tay viêm thác đẫm mồ hôi ánh đèn pin vẫn cứ đuổi theo con quái vật nọ cho đến khi hết pin đèn tắt và xung quanh lại chìm trong bóng tối anh ôm đèn pin vào ngực biết đâu ủ ấm một thời gian đèn pin lại sáng được thêm vài giây nữa từ ngày vào đây hôm nay anh mới gặp được loài sinh vật khác lẽ nào anh đang ở trong lòng đất còn con quái vật đó là củ đất vì câu chuyện ban này viêm thác hoảng hơn nhiều Lần này là một con nhưng lần sau thì sao? Có khi nào cả ổ kéo đến không? Một con chẳng thể đâm đổ hàng rào nhưng nhiều hơn thì ai biết hung dữ ấy là rõ nó đâm đổ hàng rào không phải để vào bắt tay với anh. Nhìn vẻ đến khi hàng rào bị đổ, cả lũ chen nhau vào xé xác anh, có khi không đến nửa tiếng là hết sạch. Đang lúc hoảng loạn, bên ngoài có tiếng đồng, cư ngỡ con quái vật kia gọi đồng bọn quay lại, viêm thác bất giác đắp kín chân nhưng ngay sau đó anh lại thấy nhẹ lòng, có ánh đèn pin, nghĩa là có người đưa thức ăn tới. Chương 97 Hai lần đưa đồ ăn trước viêm thác đã đói đến xỉu đi, nên lúc bị người ta chọc tỉnh, chỉ trông thấy một bóng người mơ hồ trong ánh đèn chứ chẳng rõ là ai. Lần này may sao anh lại tỉnh táo. Người nọ đã vào tới nơi. Không ngờ lại là phùng mật. Cô ta mặc đồ thể thao màu lông bồ câu, Áo khoác lông mông trắng ngà và một đôi giày chạy nguyên nghiệp. Những bím tóc nhỏ trên đầu được cô ta buộc thành một chiếc đuôi ngựa to. Biết người đưa đồ ăn tới là Phùng Mật, tự dung Viêm Thác thấy nhẹ nhõm, không rõ vì sao anh lại có cảm giác nếu là cô ta, cuộc sống của mình trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ không quá khó nhọc. Khi ánh đèn soi sáng chỗ Viêm Thác, Phùng Mật một tay sách túi, một tay soi đèn sừng sốt. Viêm Thác, anh đã thành thế này rồi á. À? xem ra người tiếp tế lương thực hai lần trước không phải cô ta với cả anh làm sao nhỉ mà kệ nếu cũng chỉ là vừa bắn vừa hôi vừa nhếch nhác thôi mà viêm thác nhìn chằm chằm chiếc túi trong tay cô ta lại là bánh bao chay à phùng mật cưới khè rồi treo tủi lên hàng rào viêm thác rất muốn lao tới giật lấy chiếc túi nhưng cuối cùng vẫn ép mình không làm như vậy anh bỏ chăn sang bên cố gắng đi tới thật đàng hoàng rồi ngồi xổm xuống, thỏ tay ra ngoài hàng rào mở miệng túi. Bánh bao chay, túi nước. Anh cười diễu, đúng là bao lần như một, không thể đổi sang. Nói tới đây anh bỗng dừng lại. Trong góc túi có mấy quả quýt nhỏ. Quýt ư, ừ, chẳng ngờ lại có trái cây đây. Trong tâm trạng mừng rơn, viêm thác cầm một quả lên, bóc một miếng vỏ và đặt lên chóp mũi người mùi hương thơm dịu có chốt trong chẻo giữa cái chua khiến anh ngờ rằng mình đang nằm giữa cả rừng quýt mỗi khi nhắm mắt lại anh ngói vệt xuống đất hạnh phúc luôn được tìm ra trong sự tranh lệch dù phùng mật có vứt cho anh mấy mảnh vỏ chứ chẳng phải vài quả quýt anh cũng thấy thỏa mãn rồi đây là mùi của thế giới ngoài kia mùi của ánh mặt trời phùng mật thở dài viêm thác anh thế này có phải tự chuốc họa vào thân không viêm thác thì thầm chỉ thiếu chút may mắn mà thôi suýt thì chót lọt rồi phùng mật bật cười viêm thác anh tưởng mình có thể chót lọt thật đấy à đến tôi còn chẳng tin được cái lý do anh bịa về cuốn nhật ký thì nói gì tới gì lâm anh có coi thường di lâm quả không vậy à viêm thác chẳng để ý lắm nhưng vẫn hỏi theo tôi để lộ sơ hở ở đâu trên logic thì không có sơ hở nhưng lại không thể thuyết phục được người khác về mặt tình cảm sau khi đọc cuốn nhật ký ấy, đến một người ngoài như tôi còn bùi ngùi thì sao anh có thể dừng dưng được? Cô ta phì cười, cũng chỉ có cái tên đầu đất như gấu đen mới tin tưởng anh thôi. Mà bản thân anh cũng chẳng chịu nghĩ xem nếu đã giấu được vụ nhật ký thì sao chúng tôi còn nhốt anh. Mới đầu khi Di Lâm bảo tôi để ý anh, tôi đã hỏi gì ấy có phải đang nghi ngờ anh không? Anh biết gì ấy bảo sao không? Viêm thác rất bình tĩnh, bảo sao? Dì ấy bảo khi đã nghi ngờ một ai đó mà muốn xóa bỏ sự nghi ngờ thì cách tốt nhất là giết chết kẻ đó, cho mình yên tâm. Nếu không nỡ giết thì nhốt lại trước khi phản bội mình. Có vậy kẻ đó sẽ mãi là đứa con ngoan ngoãn không biết phản bội là gì anh đã bị nhốt mà việc đó vẫn còn có thể xảy ra. Dì ấy đã chắc mầm anh phản bội rồi, nhưng không ngờ được viêm thác mỉm cười. Đây chính là ưu điểm của việc có đồng bạn. Phùng mật hừ mũi, có thì sao? Các anh hợp tác với nhau nhưng cuối cùng chỉ mình anh gánh tất, sao không thấy bọn họ đến san sẻ với anh? Viêm Thác im lặng bỏ một múi quýt vào miệng cho thỏa mãn vị giác, sau đó rất lâu mới ngẩng đầu nhìn cô ta, "Ngày nhiêu rồi?" Phùng Mật đáp, "Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết." Viêm Thác hơi hoảng hốt, "Không ngờ đã nhanh thế rồi. Hôm anh mất đi tự do, còn mấy ngày nữa mới tới mốc cuối năm, vậy mà chưa gì đã đến Tết." Anh hỏi thế hôm Tết có thể cho tôi ăn một bữa sủi cảo không? Nhìn anh một hối, Phùng Mật vừa thấy lòng chua xót vừa thấy buồn cười. Anh còn muốn ăn sủi cảo nữa à? Có ý nghĩa gì không? Viêm thác trả lời, có chứ, Tết mà. Nói rồi anh chỉ vào đám quýt trong túi, lần này tôi sẽ có nhịn để giữ một quả quýt cho hôm Tết. Nếu hôm đó có sủi cảo và cả quýt thì Tết năm nay cũng chẳng tệ lắm. Nói tới đây như chợt nhớ ra việc gì, anh vội hỏi, cô biết dưới này có thứ gì không? Phùng mật thắc mắc, có gì? Viêm thác kể, ngay trước khi cô tới có một con gì đó định đâm đổ hàng rào này, mà mất nó xanh biếc luôn. Phùng mật ngật gù, nó à, số 019 đây, chúng tôi đã chọn xong tên cho nó luôn rồi. Nó sẽ tên là Vưu Bằng. Số 019, viêm thác thấm giật mình, răng chó hẳn là số 018 mà kẻ xếp sau gà lại có vấn đề. Vậy nghĩa là, có kẻ khác lên thay dối. Anh ta có túi máu không? Phùng mật cúi đầu nhìn anh với ánh mắt nghiền ngẫm. Có, chúng tôi đang chọn. Dù sao chúng tôi đã mất vài người rồi, rất cần bổ sung thêm. Ánh mắt viêm thác chợt lạnh đi. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy gặp phùng mật không phải chuyện gì hay ho. Không, phải nói là củ đất sẽ mãi là củ đất. Đây là đâu? Phùng mật bật cười, dì Lâm nói chẳng sai tí nào. Đến nước này rồi anh vẫn còn muốn moi móc thông tin à? Cô ta nhìn quanh hang động, anh đừng quan tâm đây là đâu, đăng nào bạn anh cũng chẳng tìm được nơi này. Viêm thác chuyến đề tài, di, Lâm hỉ ngu nói thật ra các cô là người, vào khe hắc bạch, củ thành ma người. Ma người có bộ dạng như châu châu với số 019 đúng không? Sau này các cô biến lại thành hình dạng con người nhưng châu châu thì không. Tôi nghĩ mà chỉ nghĩ ra được lý do đó là đội trùm khăn không chuẩn bị túi máu cho châu châu nên nó không biển về hình dạng con người được. Vậy vấn đề nằm ở túi máu của các cô dùng túi máu kiểu gì? Rốt phùng mật hỏi ngược lại anh, anh đoán thử xem. Anh thông minh như thế, lại điều tra suốt mấy năm nay thì anh nghĩ chúng tôi dùng thế nào? Viêm thác cười rất lâu trước kia, có một lần tôi lên xuống tầng hầm thứ hai và gặp được một việc khi ấy chẳng hiểu gì nhưng nay nó lại giúp ích được kha khá. Khi đó chắc gấu đen đang xử lý túi máu của Ngô Hưng Bang, cũng chính là bố của hứa An Nhi. Ông ấy cứ xin tha mãi nhưng chỉ đổi lại được những cú đấm của gấu đen. Lâm Hỉ Nhu còn đứng bên nhắc là, chú ý đừng đánh chết, phải giữ người còn sống. Cũng là lần đó tôi phát hiện mấy nhà kính mini trong nông trường. Trong ấy có một người phụ nữ trung niên đang ngửa thân trên lên không trung phía sau lưng bà ta là vô số những sợi tơ mảnh đâm sâu vào trong đất các cô có một quá trình tên là dụng rễ mà ai học sinh cũng hiểu thực vật hấp thu chất dinh dưỡng bằng rễ tôi đang nghĩ có phải túi máu được coi như rễ củ không và dưới nền đất trong nhà kính mini của người phụ nữ đó có chôn một người đó chính là túi máu của bà ta còn những sợi tơ mảnh kia tựa như những cái miệng hấp thu tủi máu lấy dưỡng chất nuôi củ đất túi máu phải bị chôn sống chứ không được chôn khi đã chết. Nếu chết rồi sẽ không còn tác dụng nữa nên phải giữ sao cho còn sống. Trong quá trình sống chung một gốc với củ đất nằm bên trên, một người dần khô kiệt, héo rút vì mất dinh dưỡng, một người ngày càng khóe mạnh khi hấp thu được chất dinh dưỡng. Mặt phùng mật dần đỡ ra, cô ta một cười để giấu sự lúng túng mà chẳng cười nổi, viêm thác, làm người nên biệt ngu đúng lúc một khi sự thật không hay ho thì đứng phơi bày nó ra. Anh làm vậy đôi bên đều xấu hổ thì sao mà làm bạn được nữa? Viêm Thác nói: Quan hệ của chúng ta vốn đã trong thế xấu hổ rồi. Cô tưởng là có thể làm bạn nhưng thực tế chẳng bao giờ làm được hết. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Phùng Mật cười diễu: Được rồi, đây cũng là sự thật đã được sắp sẵn từ trước rồi. Thời thượng cổ tổ tiên chúng ta là phe đối địch và đến giờ chúng ta cũng vẫn vậy thời thượng cổ sao giang yên đang lành lại lôi thời thượng cổ ra đây viêm thác thốt lên thời thượng cổ gì cơ tổ tiên nào phùng mật không trả lời mà dần lùi lại ánh đèn trong tay cô ta cũng xa theo viêm thác này dầu gì cũng từng quen biết nếu tương lai chúng ta ở vào thế đối mặt thì ta giao kèo trước đi dù là ai giết ai thì cũng hành xử gọn lẹ tí nhé đừng để đối phương phải đau đớn Chị Lư vừa mở cổng cho nhiếp cửu la đi làm phục hồi chức năng về, vừa nói, xem đi, tôi đã bảo ăn canh nhiều là tốt mà, tay khói rồi đây. Khói cái gì mà khói, nhiếp cửu la tức cười, chỉ mới bỏ nẹp cố định bên ngoài thôi. Bác sĩ bảo phải bắt đầu tập máy bài tập cường độ thấp rồi, không được ngồi im mãi nếu không sẽ bị tắc tĩnh mạch và cảnh tay bên to bên nhỏ. Vừa nói cô vừa đi vào sân, còn chị Lư ở lại đóng cổng. Bây giờ bắt đầu rồi à? Thế tôi phải bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho cô mới được. Trên mạng bảo, giai đoạn đầu khi bị gãy xương phải ăn nhiều canh để xúc tiến vết thương trên xương lành lại, còn giai đoạn sau thì phải cân đối dinh dưỡng. Từ lúc bị thương đến nay, nhếp cửu la đã gần như thuộc lòng các lý luận về canh xương của chị Lư rồi. Đang định qua quyết mấy câu, cô bông trông thấy cây mai trắng ở góc sân cây mai này đã nở rộ một đợt và khi vết thương của cô gắn lành, nó cũng bước vào cuối kỳ hoa, đã không còn nụ hoa mới chớm nữa mà thỉnh thoảng đi ngang qua sẽ thấy dưới sân trải một lớp cánh hoa. Nhếp cửu la chợt dùng mình. Đã lâu thế rồi nhưng chẳng có tin tức gì của viêm thác. Bác sĩ bảo dân gian có câu tổn thương xương cốt phải dưỡng cả trăm ngày nhưng thực tế không phải chỉ trăm ngày là khói, để xương cốt lành hẳn về trạng thái ban đầu cần ít nhất là một, hai năm một hai năm có khi nào đến tận khi ấy cô vẫn không tìm được viêm thác không bỗng dưng tâm trạng vui vẻ vì được thảo nẹp của cô tan biến cô lẳng lặng lên tầng rồi môi ở trước bàn làm việc căn nhà viêm thác đặt đã ra hình ra dạng phôi nhà khung cửa tượng nhân vật đều đã vào vị trí nhưng vẫn giữ lấy một màu trắng đục do cô gác lại khâu tô màu xuống cuối cùng mấy hôm nay cô đang làm cây mai trắng Bình thường người ta hay làm thân cây rồi chấm màu trắng lên coi như hoa mai, nhưng cô lại quyết định làm hẳn những bông mai quan trọng. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ khi phải cản đất mỏng như trang giấy, vẽ hình băng đầu bút mảnh nhất, cất bằng dao nhỏ nhất và đôi khi còn phải dùng đến cả kính lúp cô luôn phải cúi đầu trong một thời gian dài khiến phản cổ cứng như đá. Nếu không tìm được viêm thác thì làm mấy việc có liên quan đến anh cũng được. Nhấp cửu la cầm tượng viêm thác ôm cảnh mai lên xem. Trước kia mỗi khi trông thấy nụ cười dạng người ấy, cô lại bật cười nhưng nay thì khác, trong cô chỉ toàn là buồn bã mà thôi. Có tiếng bước chân lên cầu thang, Nhấp cửu la vội vàng bỏ bức tượng mini đó xuống, còn dơ một món tay đây nó sang bên. Tiếng bước chân ấy là của chị Lư mang canh lên cho cô. Món hôm nay là canh cá có màu trắng đục như sữa và rất thơm ngon nhấp cửu la cúi đầu múc canh lên uống chị lư đứng bên nhìn cô rồi lại nhìn bức tượng mini trên bàn dạo gần đây tâm trạng nhấp cửu la không tốt lắm nên khi đứng bên cạnh cô chị cũng thấy đẻ nên hơn nhiều chị lư tò mò cô với cậu viêm thác kia chia tay rồi à suýt sặc canh vì câu hỏi của chị nhấp cửu la ném thia vào bát rồi ngừng đầu nhìn chị lư em với viêm thác còn chưa yêu đương thì sao mà chia tay được chị lư chỉ vào bức tượng mini cầm hoa mai thế mà cô còn để tượng người ta trên bàn suốt nhếp cửu la chỉ vào căn nhà nhỏ trước mặt nơi ấy có cả tượng chị lư ngồi trên chiếc ghế con nhật hành lá giữa sân em cũng để tượng chị trên bàn suốt đó thôi nói vậy thì em với chị cũng có gì đó à chị lư cười cô nói tôi thì càng có vấn đề càng chứng tỏ mình trột dạ để tượng một cậu thanh niên trên bàn đâu có giống với để tượng một bà già chứ nhấp cửu la đáp em chi bỗng dưng cô chẳng buồn biện bạch thêm nữa mà thì thảo có thiện cảm với anh ấy thôi chị lư nói chúng tim đen vậy là phải rồi có đôi nam nữ nào không bắt đầu từ thiện cảm chứ đầu tiên là có thiện cảm sau đó ăn bữa cơm nắm bàn tay thế là thành người yêu cậu viêm thác này không ồn nhỉ chẳng thèm hẹn cô đi chơi luôn im lặng một thoáng nhấp cửu la đáp chắc là bận qua đó cô cũng muốn anh rủ cô đi chơi lầm, dù lúc nào cũng được hết. Nhìn cảnh ấy, chị Lư không còn chọc ghẹo cô nữa, xưa nay đâu thiếu cảnh đơn phương. Có thông minh, xinh đẹp, tốt đủ chăm bé cũng chưa chắc đã lấy được trái tim người ta bẩn chỉ là cải cỡ mà thôi. Tự trách mình nhanh mồm nhanh miệng, chọc vào nỗi đau của nhiếp cứu la, chị Lư giả vờ còn có việc trong bếp rồi lắc đầu than thở đi xuống nhà. Nhiếp Cửu La ngồi lặng ở đó mà chẳng còn tâm trạng ăn uống. Cô đẩy bát canh ra xa, véo lấy một nắm đất trên bàn rồi xoa trong lòng bàn tay trái lực bóp dường như tay cô vẫn chịu được. Đang thử lực, điện thoại bỗng vang lên. Nhiếp Cửu La cấm lên xem rồi bấm nghe vì đó là một số lạ không quen biết. Alo? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhút nhát, "Chị nhếp Cửu La đúng không ạ? À? Em là Lâm Linh." Lâm Linh nhấp cửu la dừng xoa đất và ngồi thẳng người dậy trong vô thức cô đã biết chuyện của lâm linh vì dạo trước hình thâm có gọi tới bảo với cô rằng cô ấy đã đến chỗ lưu trường hy ở đây là quyết định của chính lâm linh nhấp cửu la không tiện can thiệp vào nên chỉ đề nghị là đợi xác nhận bên lưu trường hy an toàn rồi mới đưa qua tỉnh theo thời gian chắc bây giờ cô ấy đã chuyển sang đó ở rồi quả nhiên lâm linh dè dặt nói em đã đến chỗ chú trường hy rồi chú ấy rất tử tế. Sau khi nói chuyện với chú ấy, em mới biết chị cũng từng ở đây. Nhiếp cửu la đáp, u. Lâm Linh hơi xấu hổ vì chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Cô đã biết cái tên Nhiếp cửu la từ lâu nhưng khi ấy chỉ cho là người yêu ngắn hạn của viêm thác. Nghe chủ trường nghỉ bảo khi nhếp cửu la đến đây dưỡng bệnh, viêm thác còn ngủ lại quan hệ của họ đã tốt đến vậy rồi ư. Viêm thác giàu kỳ ghê, không để lộ tí tì nào. Lâm Linh có cảm giác như mình chẳng hiểu rõ về viêm thác và cũng bị loại ra khói đám bạn thân thiết của anh. Có chân chủ, trong một lần trò chuyện khi viêm thác còn chưa mất tích, em có hỏi nếu xảy ra chuyện anh ấy phải làm sao? Khi ấy viêm thác bảo có thể nhờ một người giúp đỡ nếu anh ấy xảy ra chuyện, nhưng người đó là ai thì anh ấy không nói. Chị nhiếp, theo em đoán người anh ấy nói chắc là chị. Đầu dây bên kia, Hình như nhiếp cửu la có bật cười khe khẽ nhưng vẫn không nói gì. Mắt lâm linh ướt nhoèn đi, giọng cô cũng run hơn, chị nhiếp. Viêm thác đã mất tích lâu thế rồi, chắc chắn, chắc chắn là đã gặp chuyện, chị nghĩ cách giúp anh ấy đi. Cô ấy run rẩy cấm khăn giấy lau nước mắt, chị nhiếp, em. Em rất vô dụng, chỉ biết dựa vào anh ấy, chị là người giỏi rằng chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách. Chị giúp anh ấy đi khi mắt mờ đi vì đẫm lệ cô ấy nghe được câu trả lời của nhiếp cửu la tôi rất muốn giúp anh ấy cũng vẫn luôn tìm kiếm nhưng thật sự không có manh mối gì cả bọn lâm hỉ nhu như bốc hơi khói thế gian vậy lúc cứu cô hình thâm có thể tránh mọi camera theo dõi thì bọn họ cũng có thể vậy tôi biết tìm làm sao chúng tôi có ý định dụ bà ta ra ngoài thông qua việc trao đổi con tin nhưng bà ta danh lắm mấy lần hẹn đều bị hủy bỏ bất ngờ Lâm Linh, cô có thể giúp tôi một việc này. Cô sống ở bên Lâm Hỉ Nhu bao nhiêu năm như thế có nghe bọn họ nhắc tới hang ổ nào không? Chỉ cần cô nhớ ra được nơi nào đó thì đều có thể nói cho tôi. Hang ổ? Đầu óc Lâm Linh trống rỗng, cô ngập ngừng, không có nơi nào cả. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 98. Phùng mật bảo còn tấm 10 ngày nữa là đến Tết. Vậy thì nhiều nhất là 10 ngày nữa anh sẽ được tiếp tế thêm thức ăn. Dựa theo nguyên tắc một bẻ làm năm, viêm thác bẻ 6 chiếc bánh bao chay lần này thành 30 phân và ép mình chỉ được ăn mỗi bữa một phần. Cứ vậy với một ngày ba bữa, kiểu gì anh cũng chịu được đến ngày ấy. Nhưng người sinh sống lâu trong bóng đêm sẽ bị rối loạn sinh học. Người ta đi lúc trời tối thì sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ biết mình phải ăn sáng, nhưng viêm thác lại chẳng thể phán đoán được anh không dò mình đã ngủ tâm tiếng, ba tiếng hay chỉ mới nửa giờ. Với một thanh niên trai tráng, sáu chiếc bánh bao vốn đã chẳng thể đủ cho mười ngày. Nay còn thêm việc mất phán đoán về thời gian nên anh đã lại lâm vào tình cảnh cạn kiệt lương thực sau khi vết sạch mọi vụn bảnh bao. Nhưng anh vẫn cố để lại một quả quýt nhỏ. Người ta bảo trông mơ đỡ khát, ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Quả quýt nhỏ này chính là bữa tiệc tất niên anh để dành cho mình ngày lễ ngày tết tội phạm vẫn được ăn mặn thì anh tin rằng bữa cơm tất niên của mình có tệ cũng vẫn hơn là bánh bao chay và nước sau hôm cạn kiệt lương thực anh đổ bệnh trên thực tế đến tận giờ này anh mới đổ bệnh đã là quá may mắn dối bởi người không được gặp ánh mặt trời đâu có tư cách để ngã bệnh anh chẳng rõ mình bị bệnh gì chỉ biết rằng phần bụng trên đau đớn người choáng váng buồn nôn và đầu óc nóng ran Người bệnh thường sẽ sợ lạnh nên anh cứ run rẩy cuộn mình trong chiếc chăn rồi mong sao chăn có thể dính luôn vào da thịt. Trong lúc lên cơn sốt, anh liên tục nằm mơ. Mơ thấy mình vừa đuổi theo một con vịt lông trắng mỏ vàng vừa gọi, vịt. Vịt, tâm tâm, đuổi theo vịt đi. Mơ thấy người mẹ đã nằm liệt trên giường hơn 20 năm mùi dậy, nhìn mình châm châm với đôi mắt lồi ra vì cơ thể gầy rộc, gương mặt hốc hác. Anh lấm bẩm trong đầu rằng, mẹ ơi! con xin lỗi. Con thua rồi. Mơ thấy mình chạy trốn điên cuồng như có ma đuổi phía sau. Chạy mãi, chạy mãi, anh thấy được một căn nhà quen thuộc giữa bão cát mênh mông và bầu trời đen kịt những mây. Anh chạy một mạch đến trước cửa nhà, nhưng chỉ nhìn cánh cửa cù có những vân gỗ chứ chẳng dám gỡ. Rồi bỗng dưng cửa, tự mở ra, phía sau cửa là nhiếp cửu la đang mỉm cười với anh, vào đi. Gặp được cô rồi. Cơ thể căng thẳng của viêm thác giãn ra, anh cảm thấy bầu trời không mây lúc này rất là yên ả. À. Anh bước vào căn nhà nọ. Nó vẫn hệt như trước kia với gạch xanh, mói sáng, mái hiên hơi cong, mặc cho gió táp mưa xa của thời đại gột dừa. Nơi từng trồng cây mai trắng này đã đổi thành một gốc quýt nặng chĩu những quả vàng óng. Viêm thác sừng sốt, sao lại đổi thành quýt rồi? Nhấp cửu la đáp, đổi mùa tất nhiên phải đổi loại cây chứ anh có muốn nếm thử không ngọt lắm nói rồi cô bước tới vật một quả trên cành và nêm cho anh viêm thác giơ tay đón lấy hay ghê giờ không cần để dành nữa anh có cả một cây quýt có thể tha hồ ăn rồi viêm thác bóc vỏ quýt bỏ một nửa vào miệng khi định đưa nửa còn lại cho nhiếp cửu la anh chợt phát hiện cô đã biến mất không chỉ cô biến mất mà cả căn nhà cũng thay đổi hoàn toàn mái ngót rơi lả tả bức tường chóc từng mảng, còn cây quýt vừa mới xung xuê nay đã dần khô héo ngay trước mặt anh. Viêm thác bỗng tỉnh táo lại khi một suy nghĩ đáng sợ nhảy vào dầu anh, mình đang nằm mơ hà. Thế thứ mình ăn không phải là quả quýt còn dư lại đấy chứ? Anh mở bừng mắt ra. Quả nhiên là nó, trong miệng vẫn còn nguyên vị ngọt xen lẫn chút cay đắng vì anh đã ăn luôn cả vỏ. Viêm thác tức tối tát mình, sao lại không cưỡng được sự quyến rũ của quả quyết thế chứ? Nhưng lát sau anh đã tự an ủi bản thân, mình ốm mà, ốm thì phải ăn gì ngon để bồi bổ chứ. Đã đến nước này rồi thì đừng tự hà khắc với chính mình. Ngày Lâm hỉ Nhu đến, anh vừa khói bệnh, đang mơ màng ngủ, anh bông cảm nhận được ai đó chọc mình bằng gậy. Cơm đến rồi, có đồ ăn nữa rồi. Viêm thác nuốt nước miếng rồi mở mắt ra. Trước mắt sáng trưng khiến anh vội vàng giơ tay che mắt lại. Một lúc sau anh mới bỏ tay ra và ngồi xuống vì đã không còn sức để đứng nữa rồi. Khi ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy Lâm Hỉ Nhu và Gấu Đen. Lâm Hỉ Nhu cúi đầu nhìn anh, nét mặt có gì đó khác trước kia. Khác ở đâu nhỉ? Viêm Thác Hoang mang nhìn a. À. Lâm Hỉ Nhu nói với Gấu Đen trong nét mặt khinh thường, "Cậu xem nó bây giờ có rông thăng đân không?" Gấu Đen đáp: chả dần thì sao theo em thấy cử mang nó đi đổi lấy châu châu đi chị lâm đó là con trai ruột của chị mà lại phải sống như chó ở chỗ người ta chỉ vì để loạt rác dưới này biết thế nào là lễ độ mà không đối châu châu về thì chẳng đáng chút nào viêm thác yếu ớt nói mặt gì anh không còn sức nên nói gì cũng chỉ một nửa đủ để người ta hiểu ý thôi dưới mí mắt trái của Lâm Hỷ Nhu có một vết bớt màu nâu đen to trứng quả trứng gà. Giờ người anh bùn rùn, đôi mắt cũng mở đi không nhìn thấy rõ. Lâm Hỷ Nhu nói, mặt tao thế này là nhờ ơn mày cả con gì. Mới đầu bị xiên kim vào dưới mí mắt, Lâm Hỷ Nhu không để bụng vì trong mắt à, vết thương ấy còn chẳng cần phải bôi thuốc. Nhưng vài ngày sau nơi bị xiên đã xuất hiện một chấm đỏ. Á à vẫn không để ý và chỉ coi nó là vết kim chưa lành, mặt là nơi dễ để lại vết, người bình thường còn mất một, hai tháng mới tiêu vết mụn kia. Nhưng lâu dần vết kim ấy đã không còn bình thường nữa. Chấm đỏ dần lan rộng ra từ hạt mè thành hạt đậu tương, rồi lại từ hạt đậu tương thành hạt đậu tầm với màu sắc cùng sảm lại. Nơi đó đã mất đi cảm giác tựa như dây thần kinh phía sau đã chết và mắng da ấy không còn là của ả à nữa lúc này ả à mới phát giác cây kim kia có vấn đề. Cây kim ấy đã được khảm xong, nhà thiết kế sử dụng vàng và kim cương là một chiếc ghim cài áo hình Medusa với ghim cài là hộp đựng kim. Vì tóc Medusa là con rắn nên vặn đầu một con rắn trong số đó sẽ mỡ được chỗ để kim. Lâm hỉ Nhu rất thích ý nghĩa của thiết kế này, ai nhìn vào mắt Medusa sẽ bị hòa đã, đồng nghĩa ai gặp củ mở mắt sẽ biến thành ma cọp à lấy cây kim đó ra và bảo gấu đen thử nghiệm trên người Lý Nguyệt Anh đang bị nhốt, nhưng sau khi bị xiên kim, Lý Nguyệt Anh không sao cả. Xem ra cây kim này chỉ có thể dùng một lần. Điều này khiến ả nghĩ tới dao của dao điện. Một vết bớt to đùng như thế thì đâu thể giấu được. Có một lần, gấu đen đã lo lắng bảo á, chị Lâm, gặp phải túi máu thiêu à. Chị mau khoét ra đi, nếu cử để mặc nó như vậy thì không ổn đâu túi máu thiêu, đa số con người trên cõi đời này đều là thuốc bổ, là túi máu của củ đất, nhưng có một bộ phận nhỏ là túi máu thiêu. Máu của những người đó không những không tầm bổ được cho củ đất mà còn có thể giết chết chúng. Trong truyền thuyết, đội trùng khan đã mời những người như vậy về và thành lập nên nhà giao. Đúng là phải khoét thật, mà còn phải khoét từ chỗ thịt còn lành thì mới có thể mọc lại được chứ nếu chỉ khoét mỗi chỗ hỏng thì nơi ấy sẽ luôn là lỗ thủng trừ phi có túi màu mới bổ sung dinh dưỡng cho lầm hỉ nhu hỏi viêm thác ai cho mày cây kim đó á à, không thể nào kiểm chứng từ phía anh đau được bởi anh ta bị thương nặng mạch máu não vỡ nát mấy lần phẫu thuật đều duy trì nhịp tim bằng cách truyền máu và thở oxy chính vì thế máu của anh ta đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi viêm thác cúi đầu nói với giọng thiều thảo gần như không nghe nổi hình thâm cho. Gấu đen chen lời, chị Lâm, em thấy nó kiệt sức rồi. Hay mình cho nó ăn gì đó đã, nếu không có hỏi nó cũng chẳng đáp được. Lâm hỉ nhu gật đầu, lùi lại phía sau một bước. Gấu đen đi tới treo chiếc túi trong tay lên hàng rào. Viêm thác nhận thấy lượng đồ ăn lân này nhiều hơn mọi khi, vì trong tay gấu đen có tới vài tuổi lận và một trong số đó là một hộp cơm có nắp. Anh ngớ ra một lúc mới thốt lên, đến Tết rồi à? Gâu đen cười mỉa, đúng vậy, đến Tết rồi. Phùng mật bảo mày muốn ăn sủi cào. Lúc đầu tao bảo ăn cái cứt ấy, không để mày chết đói đã là tử tế lắm rồi nhưng chị Lâm thương tình cho mày một suất. Chị Lâm bảo hôm nay là ngày đoàn viên, mày muốn ăn thì cho mày ăn. Còn dặn bọn tao làm nhiều vì nhà mày có tận bốn người cơ mà, sợ chúng mày không đủ no. Viêm thác im lặng, giờ anh đã học được cách nhẫn nhịn rồi. Cự là gấu đen, nhờ gã nổi khùng dẫm bẹp hộp sủi cảo của anh thì sao? Anh thò tay ra ngoài hàng rào sách, từng chiếc túi vào. Thấy hộp đựng sủi cảo còn hơi ẩm, anh khá bất ngờ bởi suốt khoảng thời gian này toàn phải ăn bánh lạnh, uống nước lạnh chứ đâu được thứ gì ấm áp. Nhưng anh không muốn ăn ngay trước mặt bọn họ, cơm tất niên nên được ăn thoải mái mới phải. Anh xẻ một miếng bánh bao bỏ vào miệng, sau đó ngẩng đầu cười với Lâm Hỉ Nhu. Dì Lâm rộng lượng có thể cho cháu tắm rửa một phen không? Nay ăn Tết mà người ngượng bẩn quá rồi. Đầu chỉ bắn mà dâu tóc cũng xồm xoàm, nhất là tóc đã dài che cả mắt. Lâm hỉ nhu mia mai, có cần thiết không? Nơi này tối om, mày tắm rửa sạch sẽ cho ai xem. Đằng nào cũng không ai thăm viếng, mà lâu thế rồi chắc chẳng còn ai nhớ tới mày đâu. Viêm thác nói, không ai nhớ cháu cũng chẳng sao, cháu tự nhở bản thân mình là được lầm hỉ nhu ngồi xổm xuống nhìn anh qua hàng rào vì ả à, ngồi xuống viêm thác cũng thấy rõ vết thương trên mặt ả à. đúng là một người phụ nữ ác độc có thể sẵn sàng khoét một mảng thịt ở bên má viêm thác được đấy ở đây một thời gian người ngợm đã như đống rác rối nhưng mày vẫn còn gan lắm nhỉ châu châu là con của tao nhưng mày có biết vì sao tao không đối nó về không viêm thác nuốt khan vì sao Chúng mày quen sống dưới ánh mặt trời nên một khi bị nhốt trong bóng tối lâu ngày sẽ mắc đủ thứ bệnh về cả tinh thần lẫn cơ thể. Đồng giảng, bọn tao sống trong lòng đất, quen mọi thứ trong bóng đêm và cũng sẽ mắc bệnh, tăng tỷ lệ dị dạng và tử vong khi sống lâu dài dưới ánh mặt trời. Cho nên trước khi lên đây, bọn tao cần uống thuốc. Sống lưng viêm thác tê dần, uống thuốc, túi máu là thuốc à? Lầm hỉ nhu ung dung, đúng thế, ông trời sắp đặt vậy đó trên đời này thực vật có thể làm thuốc động vật có thể làm thuốc thì tại sao con người chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn lại không thể làm thuốc được túi máu chính là thuốc của bọn tao trên mặt ả à, có vẻ thương cảm nhưng châu châu lại bị dẫn thẳng lên đây mặt trời độc như thế mà nó phải chịu suốt hơn hai chục năm nay giờ bệnh đã nguy kịch rồi túi máu chẳng còn tác dụng nữa mới đầu tao định đổi bọn tường bách xuyên lấy châu châu nhưng tao nhẫn lại giết cả đảm chúng nó tao còn thấy không đủ thì sao có thể thả ra được. Thế là tao cử lần nữa, do dự. Sau này bên răng cửa đòi đổi châu châu lấy mày, tao lại nghĩ tại sao chứ, tao nuôi mày hơn 20 năm mà chẳng bằng nuôi một con chó. Vậy cớ gì tao phải để chúng mày được hà dạ? Nhưng nghĩ mấy hôm tao cũng thông rồi, gấu đen nói rất phải, cần gì phải để con trai tao bị người ta đối đãi như chó mèo vì thứ rác rưỡi như mày chứ có lẽ tạo nên đối a à, bình tĩnh nhìn viêm thác nhưng viêm thác à con tao có được đổi về cũng chỉ là một kẻ sắp chết thì sao tao phải để mày nguyên vẹn về với chúng nó chứ tao nghĩ ra địa điểm trao đổi tốt nhất rồi mày trân trọng khoảng thời gian còn tay còn chân đi ăn nhiều sủi cảo và mà đón tết của máy tao cam đoan với mày hôm trao đổi mày sẽ chẳng hơn gì châu châu đâu đến tết rồi trong thành phố cấm đốt pháo hoa nhưng lúc nào cũng có người thách thức lệnh cấm. Nhếp cửu la mới ngồi bên bàn làm việc một buổi trưa mà đã nghe được vài đợt pháo nổ. Cũng phải nói có tiếng pháo, không khí ngày Tết mới rộn ràng. Cô đang nặn tượng của chính mình, khi đặt hàng, viêm thác có bảo, hay là làm theo hình tượng của tôi lần đến nhà cô ấy. Lần đó cô mặc đồ ngủ màu xanh đậm, sau cổ áo có một môi sao nhỏ được thiêu bằng chỉ vàng. Cô cúi đầu cẩn thận tô màu cho môi sao rồi nghĩ bụng, viêm thác đần thế chắc chắn không phát hiện chi tiết này đâu. Nếu lúc giao hàng, anh mà bảo quản ảo của cô không đúng thì cô sẽ cả với anh là trên áo có ngôi sao thật với giả 6666 tệ. Nghĩ vậy, cô bật cười. Nhưng cũng như bao ngày, cưới xong cô lại thấy khó chịu. Cơn bực bội ấy trào lên lồng ngực khiến cô không thở nổi. Bỏ bút và tượng đất mini xuống, Cô cuộn người trên ghế rồi nhắm mắt lại. Trên cầu thang có tiếng gọi vui vẻ của chị Lư kèm với tiếng bước chân. Cô nhiếp ơi, tôi dán xong câu đối dối. O, người đâu rồi? Nhiếp cửu la ủy oải ngồi dậy, em ở đây. Chị Lư thở dài cô làm tôi sợ quả, tự dưng lại không thấy đâu cả. Cái ghế này có phần lưng cao quá, cô nằm ở trong mà tôi chẳng nhìn thấy. Vừa nói chị vừa giơ chữ phúc trong tay lên, những chỗ cần dán tôi đều dán cả rồi. Cái này để lại cho cô tập sức tay. Thế lát nữa tôi, về nhé. Tùy nói là người giúp việc gia đình nhưng Tết đến chị cũng phải về nhà chứ. Chị Lư không quá yên tâm, mấy hôm Tết tôi không đến nữa nhé. Cô nhiếp, cô ăn Tết một mình có buồn không? Nhếp cửu la nói, có gì mà buồn, em còn đấy bữa tiệc không đi dự nối kìa. Có à? Chị Lư lẩm bẩm Người bạn Nhấp Cửu La hay chơi cùng nhất là anh Thái nhưng Tết năm nay gia đình anh ta đi du lịch Tam Á dối. Chị Lư đi mánh mang hết cả sức sống của căn nhà đi cùng. Nhìn hai chữ phúc đỏ rực trên mặt bàn, Nhấp cứu La cầm lấy một tờ cắt thành hai mấu. Tiếp đó cô Cám lấy bút mực vàng kim, viết chữ Bình An lên một tờ và trở về lên tờ còn lại. Sau khi viết xong, cô bôi keo lên mặt sau rồi cẩn thận dân ở nó vào cánh cửa căn nhà mini bình an, trở về. Tết đến, căn nhà của viêm thác cũng nên được dân câu đối chứ. Bình an thì tốt, trở về là được. Giản xong, nhếp cửu la tì cầm trên bàn, ngơ ngác nhìn hai câu đối nhỏ. Màu đỏ thẫm kết hợp với màu vàng đã khiến căn nhà thêm màu tết. Nên viết cả hoành phí nữa chứ nhỉ? Viết gì đây? Hoa nở phú quý, thường quá. Ăn quỵt trả tiền, ôm, um, đầu năm không nên đòi nợ nhỉ. Nhưng mà nhờ nhờ dục được người về thi sao? Đang suy nghĩ, điện thoại bông reo lên. nhiếp cửu la tiện tay bắt máy. Trong ống nghe là giọng nói run rẩy của Lâm Linh. Chị, chị nhiếp, em trông thấy. a à, không, chú Trường Hỷ trông thấy. Lâm Hỷ nhu rồi. chương 99. Hôm 30, các quân ăn khác đều đóng cửa để chuẩn bị đón Tết. Nhưng Lưu Trường Hỷ thì không. Chủ là người tần tiện, trong khi cửa hàng này là chủ đi thuê nên mở thêm được hôm nào sẽ kiếm được thêm tiền hôm ấy. Với cả khi mọi nhà đóng cửa chỉ còn mỗi nhà chú, thế nào trả đông khách hơn. Thế là ngày 30, chủ vẫn mở cửa như thường lệ, cũng bận rộn đến tận 3 giờ chiều mới vội vàng bảo nhân viên dọn dẹp và dân câu đối. Đối với việc này, cậu nhân viên không hài lòng lắm nhưng cũng không nói gì vì ngày thường chủ là người tử tế, tiền thưởng Tết đợt này cũng nhiều đến hơn 4 giờ, quán mới đâu vào đó. Cậu nhân viên đang định bước chuẩn bị về nhà sau khi cởi tạp dê, rửa tay và chào lưu trường hì thì chiếc loa bồng vang lên một giọng nữ quen thuộc. Bạn có đơn đặt hàng mới, xin hãy kiểm tra và nhận. Má, quên không tắt hệ thống nhận đơn ở trên app rồi. Cậu nhân viên vội vàng chạy vào xem, đồng thời in chỉ thị của Lưu Trường Hỷ, chủ Trường Hỷ. Cháu đã tan ca dối, hay mình không nhận đơn nữa nhé? để chào gọi cho khách nhờ họ hủy đơn. Tuy có chung suy nghĩ nhưng sau cùng Lưu Trường Hy lại hỏi, họ đặt cái gì? Chỉ đặt mỗi phần sủi cảo canh chua thôi. Nếu họ đặt nhiều món hay có mấy món xào thì Lưu Trường Hỷ sẽ chẳng buồn nhận đơn vì mới này đã chủ đã quét dọn bếp núc rồi. Nhưng chỉ đặt một phần sủi cảo trong khi canh chua và sủi cảo chú đều có sẵn. Chỉ cần bỏ nối đôn nóng thì sao có thể không nhận đơn cho được. Lưu Trường Hỷ vội vàng ngăn cậu nhân viên đừng đừng cử nhận đơn đi nhận xong cháu cứ về trước để chú làm nốt cháu chỉ việc nói cho chú biết địa chỉ người đặt thôi quản nhỏ lại không muốn chỉ thêm tiền cho bên giao hàng của app nên đa số toàn là chủ tự giao cậu nhân viên đọc phần ghi chú bên dưới đơn họ bảo là lấy tại quản lấy tại quán à thế thì phải làm cho kịp lúc lưu trường hy vội vàng mặc tạp dề đội mũ trắng và đeo khẩu trang thời nay người ta trộm nhà bếp trong suốt để khách hàng có thể nhìn rõ căn bếp qua lớp kính trong, nên tuy quản nhỏ nhưng chủ cũng làm theo chứ không để mình lạc hậu. Mà như vậy chú cũng phải ăn mặc cho đúng tiêu chuẩn, để người ta biết quán mình nhỏ nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ. Cậu nhân viên ra về ngay sau đó, chỉ còn mình lưu trường hy bận bịu ở sau bếp. Lại một năm trôi qua, công việc làm ăn năm nay khấm khá chủ đề ra được hẳn hơn trăm nghìn. Một ông chủ ít học lại có thể lo liệu được cuộc sống tương tất bằng sức mình như vậy quả là không tệ. Chú lại bỏ thêm mấy chiếc sủi cảo vào nổi tặng cho khách như chia sẻ niềm vui. Khi sủi cảo nổi lên, có một chiếc xe đậu ngay trước cửa. Chủ xe không xuống mà chỉ thò đầu ra ngoài cửa kính, gọi với vào trong, ông chủ ơi, sủi cảo xong chưa? Mau lên, tôi đang vội nghe chất giọng vừa to vừa vang ấy là biết kiểu người ghê gớm. Mở quán mấy năm nay, Lưu Trường Hỉ gặp đủ loại khách và sợ nhất là khách không đủ kiên nhẫn. Chú vội vàng bỏ sủi cảo canh chua vào hộp, đồng thời nói vọng ra: "Đây rồi, đây rồi, tôi mang ra liền." Sau khi bỏ thìa, chủ sách túi và chạy ra ngoài cửa. Chiếc xe đậu trước cửa là một chiếc Mercedes Benz màu đen với một người đàn ông cao to vạm vỡ ngồi hút thuốc trên ghế lái. Chồng gã đã mất kiên nhẫn như thể khoảng thời gian chờ đợi chi dài 10 giây này có thể khiến gã mất đi vài trăm chiều. Lưu Trường Nghỉ cẩn thận đưa túi vào trong cửa kính xe. Trong khoảnh khắc truyền giao túi, chú trông thấy người phụ nữ ngói ở ghế sau. Từ vị trí của chú chỉ có thể thấy được nửa mặt trái như để lại sẹo sau khi bị khoét mất một miếng to của ả à ta bình thường Lưu Trường Nghi chẳng dám nhìn chằm chằm khách hàng. Lần này cũng vậy, chú chỉ nhìn vết sẹo kia lâu hơn một tí thôi. Ai ngờ gã cao to kia lại quát lên, nhìn gì mà nhìn. Có tin tôi móc mắt ông ra không? Đần độn. Nói rồi gã cho xe chạy thẳng. Không ngờ tới việc ấy, Lưu Trường Hỷ giật mình lùi lại nhường đường cho chiếc xe. Gần như cùng lúc ấy, người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn xéo về phía chú. Sau bữa trưa, Lâm Linh sắn tay áo quét dọn nhà cửa ở đây đã được mấy hôm nhưng vì không có tiến, lại chẳng biết nấu ăn nên việc duy nhất cô có thể giúp đỡ là quét nhà. Đối với việc cô không bước chân ra khói cửa nửa bước, Lưu Trường Hỷ từng nghỉ hoặc nhưng sau cùng cũng mặc kệ. Hơn nữa theo lời dặn của cô, chủ chưa từng nói với người ngoài về việc nhà mình có khách đến ở Lâm Linh rất biết ơn chủ về điều này. Không hỏi quá nhiều là một phép lịch sử, tiếc rằng rất nhiều người không có thỉnh thoảng hai người cũng sẽ trò chuyện với nhau, có điều chẳng có chuyện gì để nói. Với Lưu Trường Hy, Lâm Linh là bạn của Viêm Thác. Với Lâm Linh, hồi trẻ Lưu Trường Hy từng làm bố nuôi của Viêm Thác mấy năm. Mới đầu cô còn tưởng Lưu Trường Hy và Viêm Thác thường qua lại, thăm hỏi nha, nhưng sau mới biết mấy năm nay chú chỉ gặp Viêm Thác có ba, bốn lần. Chú còn bảo Viêm Thác có dặn nếu không cần thiết thì đừng liên lạc với anh cho nên chủ chẳng biết chuyện viêm thác mất tích, mà Lâm Linh cũng đã hiểu hết ý nghĩa câu nói nhưng khi đến gặp chủ ấy, em phải cẩn thận đừng mang tai họa đến cho người ta vì chú ấy chỉ là một người bình thường thôi. Của viêm thác, cô không nói chuyện này cho Lưu Trường Hỷ vì ngoài việc làm chủ sâu lo ra, nó chẳng có tác dụng gì nữa. Dọn dẹp xong, Lâm Lĩnh vội vàng sắp mứt và hạt lên đĩa, Tết mà, phải đầy đủ nghỉ thức chứ đây là cái tết đầu tiên sau khi cô thoát khói tay lâm hỉ nhu mọi việc đều như ý chỉ riêng viêm thác là chưa có tin tức gì lúc sáng tối lưu trường hỉ về đến nhà và trôi ngay vào bếp làm cơm tất niên lâm linh cũng vào giúp nhưng chỉ lát sau cô đã phát hiện lưu trường hỉ có tâm sự có mấy lần cô nghe thấy chủ thì thấm giống thật đấy chắc là con gái cô ta dối lâm lĩnh tò mò chú trường hỉ chú nói ai vậy Lưu Trường Hỷ đáp, hôm nay chủ gặp một người, chẳng biết có phải chú hoa mắt không? Nói tới đây, chú côi tạp dề đưa cho cô, cháu làm đi, chủ đi tìm thứ này đã. Tìm gì nhỉ? Sau khi rửa rau xong, Lâm Linh lượn qua trước cửa phòng Lưu Trường Hỷ để ngó thử. Chú đang đứng trên một chiếc ghế, lục lợi gì đó trong đồng hòm trên nóc tù. Lưu Trường Hy chưa quá già nhưng cách sống lại rất cổ, không thể chịu được khoảng trống giữa tủ và trần nhà chú luôn chất đống đồ ở trên lâu dần trên nóc tủ tựa như một chiếc kho đựng hàng cỡ nhỏ thấy ghế lung lay lâm linh vội vàng chạy vào giữ tìm được rồi lưu trường hy bước xuống dưới với cái đầu toàn bụi rồi ngồi luôn lên chiếc ghế mình vừa dẫm chân sau đó chủ mở quyển album mình vừa tìm được ra chú nhớ là có ảnh của cô ta chụp ở mỏ mà sao đang nói dỡ chủ đã tìm thấy ảnh. Đó là một bức ảnh chụp cảnh chơi kéo co. Khi đó Viêm Hoàn Sơn thích giật các loại danh hiệu tiên tiến cho mò. Mà một trong số các danh hiệu tiên tiến huyện bình chọn cho xí nghiệp là hoạt động vui chơi giải trí của công nhân. Thế là khi rảnh rỗi, Mỡ sẽ tổ chức vài hoạt động và chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Bức ảnh này được chụp ngay lúc cuộc thi kéo co diễn ra, các thành viên của hai đội đều phồng má, nghiến răng nghiêng người về sau. Có một cậu bé buộc trôm tóc dựng thẳng giữa đầu tò mò túm mảnh vải đỏ buộc ở giữa và phía sau lưng cậu là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung đang định bế cậu về. Lâm Hỷ Nhu ư? Lâm Linh chẳng bao giờ ngờ mình sẽ trông thấy ảnh của Lâm Hỷ Nhu ở đây. Cô bùn rùn hết tay chân, phải dựa người vào chiếc tủ phía sau mới có thể đứng nổi. Không nhận thấy trạng thái khác lạ của cô, Lưu Trường Hy vẫn thì thào, giống, giống hệt luôn. Chắc là con gái rồi sao mặt lại bị thế nhỉ báo ứng chắc chắn là báo ứng bừng tỉnh sau nỗi sợ hãi ban đầu lâm linh liếm môi giả vờ tò mò về lâm hỉ nhu mặc cho tay chân vẫn còn lạnh toát cô gái này là ai vậy ạ à? sinh ghê lưu trường Hỷ khinh thường người trông trẻ của nhà tiểu thác ngày xưa tên là lý song ừ lý song tú cô ta là kẻ khốn nạn phá hoại gia đình người ta rồi chú lại bảo đẹp thì đúng là đẹp thật. Ai gặp cô ta một lần đều sẽ nhớ mãi. Hôm nay gặp phải chủ còn giật mình tưởng là cô ta cơ. Sau mới nghĩ hơn hai mươi năm trôi qua làm gì còn ai không già. Chắc đó là con gái cô ta thôi. Trông giống cô ta lắm. Mỗi tội mặt bị thương. Hơn hai mươi năm trôi qua làm gì còn ai không già? Lâm Linh liếm môi, đúng thế. Chủ trường hỉ không biết nhưng cô biết Lâm hỉ nhu không già đi mặt bị thương là sao nhỉ hay mới va vào đâu chú trường hỉ gặp lâm hỉ nhu rồi chuyện gì thế này lâm hỉ nhu tìm đến đây rồi đến bắt mình về ư đấu lâm linh như bị bom nổ cô không chớp mắt dẫu cho mồ hôi trên thái dương có chảy vào thấy cô như vậy lưu trường hy hoảng hốt cô bé cháu sao thế khó chịu trong người à môi lâm linh run run chú chú trường hỉ chú gặp cô ta ở đâu thế ngay trong quán ấy thực tế là chủ không đối mặt mà là tài xế của cô ta tới lấy sùi cào gã tài xế đó cũng ghê gớm lắm còn mắng chu nữa sau đó thì sao a à. sau đó thì bọn họ đi mất có vẻ là đang vội nên cứ chê chủ chậm chạp nghe có vẻ không giống như đến để tim mình lâm linh yên tâm hơn chút nhận ra phản ứng của mình hơi quả cô lúng túng chuyến chủ đề chú còn giữ giữ ảnh của cô ta cơ à Lưu Trường Hy giờ khóc giờ cười, chủ giữ ảnh của cô ta á. Đó là chẳng may cô ta góp mặt trong khung hình, chú đâu thể che đi được. Chú lại lật album ngược về trước rồi cảm khải, năm ấy toàn chụp bằng phim đâu có dễ như điện thoại bây giờ. Hễ thấy máy ảnh là bọn chú chen nhau vào, có đôi khi đưa người ta quả táo nhờ chụp hộ một tấm nhưng lại ngại chụp một mình thế là thành ảnh tập thể. Đang nói, Lâm Linh bồng giữ bàn tay đang lật ảnh của chú lúc này không chỉ giọng mà cả người cô cũng run rẩy chú trường hỉ chú chủ lật lại đi ảnh ảnh ngay trước ấy con bé này hôm nay bị sao vậy ở đây toàn là ảnh cũ có khi lúc chúng được chụp nó còn chưa ra đời cơ chủ lật lại bức ảnh vừa rồi đây là ảnh chụp chung của hai cậu thanh niên đang ngượng nghịu nhìn vào máy ảnh một người trong đó là lưu trường hỉ người còn lại giọng lâm linh như bay bổng ngoài không gian chú trường hỉ đây là ai vậy ạ? À? Lưu Trường Hy nhìn ảnh chụp, a, à, đây là Lý Nhị Cầu. Có lẽ là vì vừa gặp một người quá giống Lý Song Tú, cũng có thể là do ngày Tết nên bao hồi ức cũ ấn sâu dưới đáy lòng Lưu Trường Hy lại trồi lên khiến chủ kể nhiều hơn, hồi đó chủ mới đến mô, nó dù chủ chụp ảnh thì chủ cũng chụp. Sau này mới biết nó có tiếng xấu ở mô, cuối cùng còn ăn trộm khoảng 10.000 và chạy mất giang. Cháu nghĩ mà xem, Mười nghìn hồi đó to thế nào? Bố viêm thác là người tốt nên không báo cảnh sát, chắc vẫn muốn cho nó một cơ hội sửa sai. Sau này anh ấy còn nhờ người đi tìm mà không thấy. Gia đình nó còn đến mô làm ẩm ý, bảo là con trai mình mất tích cháu nói xem có buồn cười không. Trộm tiền của người ta rồi còn to mom. Lâm Linh không ư hử gì. Trên thực tế khi nghe được một nữa, cô đã không biết Lưu Trường Hỷ đang nói gì nữa rồi. Cô cảm thấy hồn mình bay ra khói cơ thể về với chốn xa xưa. Nơi ấy có tường bao được đắp từ bùn và rơm giả, có con lợn đen to béo thở phì phò lao ra từ lỗ thủng trên tường. Nơi ấy có một khung ảnh đen trắng đặt ở trong nhà với người trên bức ảnh chính là người đàn ông xấu xí có con mắt híp, cái mũi tẹt chụp chung với Lưu Trường hì. Hóa ra anh ta tên là Lý Nhị Cầu. Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 1997, trời âm u hôm nay đại sơn bảo lãnh minh về nhà trước khi anh đến công an có bảo mình nếu không vì thần kinh cô có vấn đề thì việc này không được cho qua dễ thể đâu thần kinh có vấn đề giờ đây mọi người đều nghĩ mình có bệnh tâm thần một tuần trước do không chịu được áp lực tâm lý mình đi đầu thù mình không muốn là một kẻ giết người ngủ không mon giấc mình đã nghĩ kỳ cả rồi mình ngộ sát và tự đi ra đầu thú chắc sẽ được khoan hồng thôi thêm việc Đại Sơn đút tiền nhờ vào quan hệ là chỉ 5 năm, 8 năm mình sẽ được ra tù. Mình bảo với công an rằng mình lỡ tay giết cô ta, cũng là tự mình mang xác cô ta đi chôn, chứ Đại Sơn không hay biết gì. Dù sao trong hai người cùng phải có một người ở ngoài để chăm sóc Tiểu Thác và Tâm Tâm chứ. Mới đầu công an để ý vụ án này lắm, ghi chép khẩu cung của mình và tra hỏi cặn kẻ y như dự đoán của mình nhưng mấy hôm sau mọi việc bồng chuyến hưởng mình nghe loáng thoáng là công an không tìm được gì ở chỗ chôn xác mà mình khai lý song tủ cũng không chết và đã tự bảo với công an là cô ta đi chơi cô ta không chết cô ta về dối ư đây chỉ là lời đồn thôi đúng không là mình bị điên hay thế giới này bị điên cô ta đã không còn thờ và bị cháy khét một nửa người rồi thì sao có thể còn sống được đại sơn ký tên vào các loại giấy tờ rồi dẫn mình về mình muốn hỏi anh chuyện của Lý Song Tú nhưng vì còn có người ngoài nên chẳng dám hỏi. Đến khi ra khói trại tạm giam, mình mới túm tay định hỏi thì Đại Sơn đã véo mình, lúc véo tay anh còn hơi run. Mình ngừng đầu lên thì phát hiện Lý Song Tú cũng đến đón mình về. Cô ta ôm tâm tâm, dắt tiểu thác đứng ở cạnh xe của Đại Sơn, còn cười với mình, chị Lâm, đã lâu không gặp. Mình cũng run theo, Giây phút ấy mình có cảm tưởng mình đang trông thấy hồ ly tinh trong liêu trai, còn là con hồ ly nghìn năm chuyên ăn thịt người nữa. Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 1997, trời trong. Về nhà hơn một tuần rồi, hàng xóm vẫn cứ bàn tán chuyện mình mắc bệnh tâm thần. Mọi người đều bảo mình ghen tị vì chồng ngoại tình với người trông trẻ nên thần kinh mới có vấn đề. Thật buồn cười, các người biết cái quái gì chứ? làm như các người bò trên cửa số nhà tôi vậy mẫn quyên và trường hỉ đều đến thăm mình lúc mẫn quyên đến thăm có vẻ dè dặt lãm cũng luôn ngồi cách mình thật xa như thể mình sẽ lên cơn đánh cô ấy ngay sau đó vậy trường hỉ mang một túi nhân óc chó đến còn đỏ ứng mắt bảo mình chị lâm chị ăn nhiều óc chó vào cái này rất bố đấy đúng là thằng khờ mình đâu có bệnh về thần kinh với cả nếu mình điên thật thì óc chó cũng chẳng chữa được sau khi về nhà, dường như mình và Lý Song Tú đã đổi chỗ cho nhau, cô ta thành bà chủ, đi xã giao khắp nơi với Đại Sơn, còn mình là người giúp việc mắc bệnh tâm thần bị nhốt ở nhà cả ngày lẫn đêm. Mình sợ cô ta, mình thật sự rất sợ cô ta. Đêm đến mình sẽ gặp ác mộng, mơ thấy cô ta đứng ở đầu giường tiểu thác mà cái bóng chiếu trên tường biến từ dạng người thành dạng cáo mình còn mơ thấy tâm tâm đột nhiên biến mất rồi mình qua phòng tìm nhưng chỉ thấy cô ta đang mỏ xương trong nồi để ăn mình hỏi tâm tâm đâu thì cô ta cười chỉ vào trong nồi làm sao bây giờ báo cảnh sát ư ai thêm tín một người mắc bệnh tâm thần chứ hay là bỏ trốn cô ta đến nhà mình mình không đuổi đi được thì mình đi có được không mình sẽ dẫn đại sơn tiểu thác tâm tâm đi cùng chỉ cần còn người thân bên cạnh đi đâu chẳng có nhà mình chẳng cần công việc làm ăn ở đây nữa. Bọn mình có tay có chân, có thể bắt đầu lại từ đầu. Bọn mình sẽ đi thật xa, mình chẳng tin không thoát được cô ta. Thứ sáu, ngày 19 tháng 12 năm 1997, đổ tuyết. Đại Sơn mua được vé tàu hỏa lúc 10 giờ tối hôm Chủ nhật rồi. Anh bảo hôm đó Lý Song Tú sẽ đi dự một bữa tiệc cùng anh sau đó là đi hát karaoke nhưng anh sẽ kiêm cờ về giữa chừng và ra thắng nhà ga. Còn mình chỉ việc nhây ra ngoài cửa số, dẫn tiểu thác và tâm tâm đến nhà ga trước 10 giờ là được. Bọn mình sẽ gặp ở nhà ga. Trích từ nhật ký của Lâm Hỷ Nhu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 100. Ngày mống ba Tết, tại huyện Do Đường. So với hai hôm trước số người đi đường đã đông hơn rõ rệt nhấp cửu la đội mũ len đỏ choàng áo khoác lông vũ dài quá gối to sụ như một chiếc chăn đi giày lót lông và cầm một chuỗi mứt quả đi dạo loanh quanh trong lúc một cành tay vẫn treo trước ngực mũ len được cô mua sau khi tới nơi bởi trước đó đã coi thường cái rét để đầu trần mà như không có tóc của miền bắc áo khoác lông vũ là của chính cô do cô mặc ít áo bên trong nên việc trông rét đều dựa cả vào nó thật ra bây giờ tay cô đã có thể bỏ xuống nhưng rồi cô phát hiện treo lên sẽ được mọi người nhường đường không phải chịu cảnh chen chúc sự ưu đãi này không phải ai cũng được hưởng đâu chuỗi mất quả chỉ đơn thuần là do đi dạo phố quả tẻ nhạt nên cô mua để ăn cho mọt miệng cô đang đợi dư dung mới mấy hôm mà cô đã làm được không ít việc hôm đó sau khi nhận được điện thoại của lâm linh cô đã liên hệ ngay cho hình thâm để nhờ đưa Lưu Trường Hỷ và Lâm Linh đi nơi khác đúng thế. Tùy họ chưa bị Lâm hỉ Nhu nhìn thấy nhưng à đã xuất hiện ở quanh đó rồi. Nhờ hôm nào gặp phải thì sao? Lý do chuyến đi cô cũng đã lấy luôn. Lâm Linh cảm ơn Lưu Trường Hỷ đã cho mình ở nhờ một thời gian dài và mời chủ đi du lịch mấy hôm. Từ chối mãi nhưng chẳng được. Lưu Trường Hỷ đánh sắp hành lý xuất phát trong tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì sống hơn nửa đời người chú chưa từng được đi du lịch theo đúng nghĩa lo là lo cho cửa hàng của chủ phải tạm thời giao cho cậu nhân viên trông hộ chẳng biết có ra gì không tiếp đó cô gọi cho anh thái đang tầm nắng ở tam á anh bảo không lấy được video giao thông của thành phố lớn chứ gì vậy được thôi giờ em cần video của thị trấn nhỏ anh giỏi giang thế kiểu gì chả lấy được anh thái cũng rất nhiệt tình nhờ và người này người kia và cuối cùng cũng lấy được video giao thông hôm đó cho cô anh còn không quên mía mai cô em là người làm nghệ thuật sao suốt ngày nghĩ chuyện video giao thông thế tính đối nghề à nhiếp cửu la xem đoạn video giao thông chỗ con phố nơi quán ăn của lưu trường nghỉ chú ngụ trước đúng là có một chiếc xe mercedes Benz màu đen dừng ở cửa khoảng nửa phút để lấy đồ rồi vội vàng phóng đi Cô lần theo manh mối ấy cho đến khi chiếc Mercedes Benz nọ biến mất ở khu vực ngoại thành phía tây thị trấn với lý do rất đơn giản, vùng đó bị bỏ hoang, không có camera theo dõi. Tìm bản đồ điện tử và bản đồ vệ tinh của huyện Do Đường ở trên mạng xong, nhấp cửu La ngạc nhiên khi phát hiện phía tây thị trấn có một nơi tên là Đối Đầu Châu. Viêm Hoàn Sơn bố Viêm Thác từng mở mỏ khai thác than ở đó cho đến năm 1997 bán sang tay sau này nữa nơi ấy bị đóng cửa vì đủ thứ nguyên nhân. Có khi nào viêm thác đang ở tại mỏ than của viêm hoàn sơn trên đồi đầu châu, huyện Do Đường không? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Lâm Hỷ Nhu xuất hiện ở huyện Do Đường, nếu bảo đó là hang ổ đầu đời của ả à cũng chẳng sai. Chiếu 30 Tết, Gấu Đen và Lâm Hỷ Nhu đặt một phần sủi cảo ở quán ven đường. Phần sủi cảo ấy mua cho ai? không lý nào người sống trong nhung lụa bao nhiêu năm nay như Lâm Hỷ Nhu lại ăn cơm tất niên đơn sơ thế. Nếu bảo gấu đen muốn ăn thì có thể vào quán ăn luôn, cờ gì phải đóng gói mang về. Từ đoạn video giao thông đằng sau, ta có thể thấy khoảng nửa tiếng sau đó chiếc Mercedes-Benz màu đen kia lại xuất hiện trên con đường ngược chiều để rời khói huyện do đường. Chắc chắn khu vực đối đầu châu có gì đó mờ ám. Có lẽ viêm thác ở đó và cũng có thể là không nhưng anh có ở đó hay không cô cũng phải đến xem thử nếu có thì tốt mà không thì cô cũng chẳng có đi không về đâu bởi vì không rõ tình hình bên đối đầu châu thế nào nên cô vẫn quyết định thăm dò từ từ sau khi suy nghĩ kỹ càng nhấp cửu la lại gọi cho hình thâm lần nữa để mượn người của anh ta không nói tới chuyện tay cô bây giờ không thể làm gì được mà dù cô có khóe mạnh thì việc đến đỏ một mình cũng rất nguy hiểm có người giúp sẽ an toàn hơn nhiều Nghe hết những dự tính của cô, hình thâm im lặng một lúc lâu mới nói À la, trước nay em vẫn luôn giấu thân phận Chuyện thăm dò này cứ để anh cho người đi làm thì hơn Nhếp cửu la không đồng ý bởi đã rất lâu mới có được chút manh mối Giờ giao cho người khác nhờ họ làm hỏng việc thì cô biết khóc với ai Việc quan trọng nên tự mình thực hiện Có vậy thì khi thành công hay thất bại cũng chẳng thể trách người khác Dầu rất muốn tự mình đến giúp nhưng mất tướng Bách Xuyên, hình thâm trở thành thủ lĩnh, không thể chạy nhảy lung tung. Với cả giờ anh ta có người được mùi củ đâu, đi làm gì chứ? Thế là hai bên quyết định để Dư Dung đến giúp do cô ấy là tay quý, có biết mặt giao điên cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Dư Dung còn giỏi võ, nếu thật sự có vấn đề cũng có thể giúp được. Trong điện thoại, nhấp cửu la còn nhờ hình thâm một việc. Bị nhận nuôi sớm, Lâm Linh không nhớ quê mình ở đâu nhưng nay xuất hiện manh mối là Lý Nhị Cầu thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Lưu Trường Hỷ nhớ rõ quê của anh ta đến tận thôn. Cô nhờ hình thâm xếp hai người đi hỏi thăm xem trong nhà Lý Nhị Cầu còn có những ai và anh ta có quan hệ gì với Lâm Linh. Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, cô thu dọn hành trang đi thẳng tới huyện Do Đường. Trước khi đi, cô còn kiểm tra tình trạng của Trấn Phúc để tránh gã bất ngờ sống lại tạo thêm rắc rối không cần thiết cho mình trong lúc nhà vắng người. Sự thực đã chứng minh cô chẳng cần lo về gã, có lẽ vì lần trước vừa sống lại đã chết ngay, chưa kịp bổ sung chất dinh dưỡng nên lần này gã sống lại chậm hơn lần trước nhiều, mà người ngợm lúc này đã héo hon đi không ít. Khi ăn được nữa chuỗi mứt quả, nhấp cửu la có điện thoại gọi tới. Cô nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là Dư Dung, tôi đến rồi, cô đang ở đâu? Nhìn xung quanh, thấy không có địa điểm nào đặc biệt để làm mốc nhấp cửu la đọc tên khách sạn nơi mình ở cho cô ấy giờ tôi về đó đây lát chúng ta gặp ở cửa khách sạn đi mười phút sau nhấp cửu la đi vào con phố trước cửa khách sạn ngay từ phía xa cô đã trông thấy chiếc xe màu đỏ dừng ở cửa do đường không phải điểm du lịch nên vào dịp tết khách sạn rất vắng người chắc là chiếc xe này rồi nhấp cửu la đi thẳng tới trong xe dư dung cũng đã nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu nhưng chẳng để bụng cô ấy cảm thấy đây không phải nhấp nhị sao nhấp nhị có thể mặc đồ trắng đội mù đỏ và cầm một chuỗi mứt quả được giao điên dù không sách thanh đao to đùng đi khắp nơi thì cũng phải có khí thể chứ ôi trời cô bé đội mũ đỏ kia đang đi thẳng tới đây còn đứng ở trước cửa kính bên ghế lái nữa thấy cô đứng đó mãi không chịu đi dư dung đành phải ngẩng đầu lên nhìn qua cửa kính vì không lý nào cô lại đứng đó để vòi tiền được, là cô à? Nhấp cửu la gật đầu, là tôi. Cô nhìn vào trong xe rồi chỉ lên phòng mình, tôi lên lấy ba lô đã. Nhanh thôi, cô đợi một lát. Nhìn cô đi xa, dư dung hơi ái ngại. Giao điên đây á, không có tỷ điên nào hết. Ngược lại, dư dung rất phù hợp với hình tượng tay quỹ của nhấp cửu la, thuấn thủ sư thì nên như vậy. Riêng con thân lần trên đầu cô ấy đã rất phù hợp với hình tượng rồi chẳng qua cô tiếc mái tóc dài của mình thôi. Chứ nếu bị chọc bẩm sinh kiểu gì cô đi xăm một hình thật hoành tráng. Nhếp cửu la ôm ba lô xuống, ném vào ghế sau rồi ngồi vào ghế trước, để tôi chỉ cho cô con đường đi tới phía sau đối đầu châu mà ít camera nhất. Chúng ta vòng lên từ sau đói. Dư dung hỏi, xuống mỏ à? Có lẽ phải xuống đây, tôi cũng mới tới sáng nay thôi còn chưa kịp đến xem tình hình. Dư Dung khởi động xe, chẳng giống cô tẹo nào. Tôi nghe nói nhiếp nhị không bao giờ quan tâm việc của người khác cơ. Nhiếp cửu la đáp, đúng mà, việc tôi làm bây giờ đâu phải việc của người khác. Dư Dung hỏi tiếp, thế là việc của người nhà à? Chúng tôi còn không phải người nhà cô thì lẽ nào anh ta lại phải? Nhiếp cửu la cười, vậy phải xem định nghĩa người nhà của cô là thế nào rồi? Anh ấy biết ngày sinh, tròm sao, món yêu thích của tôi nhưng các cô thì sao? Chỗ này dễ phải. Dư dùng quẹo phải rồi gật đầu, nếu thế anh ta là người nhà của cô thật. Tiếp đó cô ấy lại bảo, chúng tôi đã hỏi thăm được chuyện của Lý Nhị Cầu rồi. Nhấp cửu la hơi bất ngờ, nhanh vậy á. Biết quê quán, biết tên, còn biết cả việc hơn 20 năm trước từng đi làm ở mỏ than rồi đột nhiên mất tích thì việc tìm kiếm quả dễ dàng. Kiểu người đáp ứng đủ những điều kiện ấy ở quê không nhiều đâu." Đám thanh niên không dò nhưng hỏi người già là ra liền. "Cũng phải." Nhấp Cửu La hỏi, "Lâm Linh là em của Lý Nhị Cầu à?" Hai người này hoặc là bố con hoặc là anh em nhưng Nhấp Cửu La cảm thấy khả năng là anh em cao hơn cả. Lý Nhị Cầu mất tích từ năm 1992 trong khi Lâm Linh lại sinh ra sau năm 1995 họ chỉ có thể là bố gọi trong trường hợp năm ấy Lý Nhị Cầu giả vờ mất tích. Câu trả lời của Dư Dung đã khẳng định điều này, đúng thế nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Anh em thì còn như nào được nữa, nhiếp cửu la không hiểu. Dư Dung nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn cô, cô cho rằng sau khi Lý Nhị Cầu chết, bố mẹ anh ta lại sinh thêm con gái, đúng không? Đúng vậy, nhiếp cửu la cảm thấy buồn cười, tất nhiên là sinh sau anh ta rồi. Đâu thể nào sinh ra trước được Dư Dung nói Bố Lý nhị cầu ham bài bạc Mẹ thì ham tiến tài Nên lúc anh ta hơn 10 tuổi Hai người họ đã chia tay Sau này khi Lý nhị cầu mất tích Họ mới bàn nhau đóng giả Làm cặp vợ chồng thắm thiết để Đi ăn vạ mô than Đòi công lý cho con trai Nhưng viêm hoàn sơn tình thế sao Có thể bị hai người dân quê lửa được Sau khi bọn họ đến ăn vạ ông ta nói chuyện lý nhị cầu trộm tiện ra trước bàn dân thiên hạ còn nghi ngờ bố mẹ anh ta cũng góp sức thế là bọn họ vội vàng về quê sợ bị liên lụy đến mình sau khi về quê họ vẫn mạnh ai nấy sống như trước kia nhưng rồi một ngày tự dưng người trong lòng phát hiện họ quay lại sống chung với nhau nhếp cửu la cảm thấy dư dung sẽ không kể chuyện một cách vô cớ nên chỉ lắng nghe chứ không hề cất lời quả nhiên sau này làng đồn thổi răng có người ở thành phố cho vợ chồng họ một món tiền để sinh thêm một đứa nữa nhân lúc còn khỏe mạnh người đó bảo nam nữ một đứa hay hai đứa đều được miễn là sinh ra thì người ta đều sẽ nhận nuôi điều kiện duy nhất là khi nhận nuôi người ta sẽ xét nghiệm để chắc chắn là con của hai người này chứ không phải nhặt bừa một đứa ở đâu về lừa gạt Nhếp Cửu La muốn cười nhưng chẳng cười nói không rõ người kia cho bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn là không ít nên hai người đã chia tay rất lâu đó lại về ở với nhau. Lâm Linh chắc là người đầu tiên đủ tư cách nhận nuôi. Có đứa đầu tiên ấy, cuộc sống sung túc của hai vợ chồng họ cũng đến. Tìm nhếp cửu la đập thình thịch, cô thốt lên, còn người thứ hai nữa à? Đèn đỏ ở giao lộ sáng lên, dư dung dừng xe rồi quay sang mỉm cười với nhấp cửu la, cô có thấy thú vị không? Ban đầu chúng tôi tưởng chỉ là đi hỏi thăm quan hệ thân thích bình thường, nào ngờ lại hỏi ra được cả một câu chuyện dối rắm. Đúng thế, còn người thứ hai nữa, sau khi lãm lĩnh được nhận nuôi không lâu, bà vợ kia lại mang thai nhưng không nói với ai cả. Bà ta cảm thấy chia đôi số tiền là không công bằng khi ông chồng chỉ góp sức tỷ tỉ, tỉ, còn mình phải mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Thế là đứa con thứ hai này, bà ta không muốn chia phần cho ông chồng, tỉnh nuốt cả số tiến sẽ nhận được. Nhấp cửu la nghe mà mê mẩn, mãi đến khi xe nổ máy mới phát hiện Dư Dung đang đợi mình chỉ đường, um. Đi thẳng tiếp, đến cuối đường thì quẹo. Bà ta bỏ vào thành phố để tìm người bao nuôi nhưng lại bị ông chồng phát hiện. Ông ta rất bất bình khi người trả tiền nói rõ hai người và nếu một mình bà ta thì cũng chẳng sinh ra được. Thế là ông chống chạy đến nhà ga bắt về hai người họ cãi nhau ở nhà ga với những từ ngữ rất khó nghe trong lúc nổi nóng ông ta đâm vợ một nhát rồi hoảng sợ chạy trốn và bị xe tông gia đình bốn người à không năm người đó chỉ còn lại một mình lâm linh thật ra tôi thấy cô ấy cũng khá may mắn vì đáng lẽ cô ấy không được có mặt ở trên đời cơ đầu đuôi câu chuyện là vậy đấy cho nên tôi mới bảo lâm linh và lý nhị cầu là anh em nhưng không phải như những gì cô nghĩ kế xong câu chuyện đó dư dung không nói gì thêm mà chỉ tập trung lái xe nhấp cửu la cũng chỉ lên tiếng khí cần chỉ đường cho cô ấy khu vực phía tây thị trấn đo đường rất hoang vu lại còn là kiểu hoang vu sau khi bị con người vứt bỏ bởi khắp nơi đấy nhà cửa công xưởng ô tô bỏ hoang tính ra cũng rất hoang đường vì cùng là đất nhưng chỗ thì tất đất tất vàng các nhà đầu tư tranh nhau bể đầu để chiếm một miếng đất con con chỗ lại rẻ mạt hơn cả rác rưởi bởi ít nhiều gì rác rưởi còn có người thu gom. Nhìn từ xa, đối đầu châu chỉ là một vùng nương rẫy chứ chả liên quan gì đến đôi núi mặc dầu trong tên nó có chữ đồi. Xe chạy thẳng lên đỉnh đồi từ phía sau, con đường vắng lặng không một bóng chó chứ đừng nói tới người. Mặt trời ở nơi hoang vắng có vẻ lặn nhanh hơn trong thành phố. Khi bọn cô ra khói thành phố, mặt trời còn rực rỡ mà nay ánh nắng đã nhạt đi. Tiết trời cũng lạnh hơn. Cuối cùng xe dừng lại ở trước của mỏ than. Cánh cổng sắt với bảng quảng cáo chỉ sót lại ba chữ vui làm nhà trước sân bị khóa kín, dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới những câu quảng cáo thịnh hành mười mấy, hai mươi năm về trước của nhà sương. Vui vẻ đi làm, bình an về nhà, ngồi im trong xe một lúc, Dư Dung mới nói, nhấp nhỉ, trên đồi này không có người thật à? Có khi nào đang có kẻ núp trong bóng tối quan sát chúng ta không? Có khả năng lắm. Nhếp cửu la nghiêng người về sau, kéo chiếc ba lô của mình lên trước rồi mở doẹt khóa. Dư dung nhìn chằm chằm chiếc túi. Khi đi có mang theo một khẩu súng từ chỗ hình thâm nhưng nói thật cô cảm thấy chẳng nhằm nhỏ gì với đảm tiểu liên của đối phương. Cô đang mong đợi nhếp cửu la có thể lấy ra thứ gì chất lượng hơn. Nhếp cửu la móc ra một chiếc gậy selfie ba chân rối kéo dài thân gậy ra tầm hơn mét. Dư dung thắc mắc, cô làm gì thế? nhấp cửu la ung dung cười tôi đến đây để livestream tìm mỏ đấy nếu có người đang quan sát thì kiểu gì cũng sẽ ra ngăn cản tôi nói xong cô mở cửa uống xe dư dung nhìn theo bóng lưng cô cô bé đội mù đỏ này thú vị đấy già dáng giao điên rồi trong cốp xe có tiếng sột soạt nhưng rồi lại im bặt khi nghe dư dung ho khẽ phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn